Rồi, đứng thẳng lên. Rồi. Rồi rồi rồi. Ưỡn ưỡn ngực, ưỡn ngực. Mông cong ra, mông cong ra. Rồi rồi, ok. Ok, ok. Giữ nguyên tư thế đấy nha. 3 2 1. Bắt đầu. Ê, tôi xin lỗi ạ. Mày đi kiểu gì đấy? Mắt của mày để trên trán à? Cô. Tưởng ai đến gây chuyện? Hóa ra là vợ cũ à? Sao? Cuộc sống dạo này ổn không? Đã có thằng nào đến rước cô chưa? Chắc giờ này anh ấy đang bận làm việc rồi. Ồ đấy, lại ghen rồi. Làm gì có cô gái nào thấy cái đấy mà không ghen? Em biết anh chỉ quan tâm tới em thôi mà. Cô ta chỉ là trách nhiệm, còn em mới là tình cảm thật sự của anh. Anh Hùng. Cô không ở nhà nội trợ đi, cô đến đây làm gì? Anh giải thích đi, cô ta là ai? Có gì mình về nhà nói chuyện sau. Đây là vợ của anh à? Cái con đàn bà vô liêm sỉ này. Cô mà động vào cô ấy thì đừng có trách tôi ác. Tôi hết lòng hết dạ với anh, mà anh đối xử với tôi như thế à? Anh đúng là cái đồ khốn nạn. Cô bảo ai khốn nạn hả? Cô có biết vì sao tôi ngoại tình không? Cô thử nhìn từ đầu đến chân của cô đi, xem có chỗ nào bằng cô ấy không. Cái loại ăn bám ngửa tay xin tiền chồng như cô á, có không biết điều à? Thế anh nghĩ tôi vì ai? Tôi vì ai mà phải bỏ công việc của mình để ở nhà chăm sóc cho gia đình? Sao? Thấy Hoa Nước à? Hoa Nước thì định làm gì? Định làm loạn à? Hả? À? Anh nghĩ tôi sung sướng lắm khi cầm cái đồng tiền của anh à? Tôi mà biết có cái ngày hôm nay, cái ngày mà anh phụ bạc tôi ấy, thì không đời nào tôi nghỉ việc để ở nhà cung phụng gia đình anh đâu. Được rồi, tôi sẽ giải thoát cho anh. Ly hôn đi. Sao cơ? Cô đang đùa tôi đây à? Tôi chưa bỏ cô là may mắn cho cô lắm rồi. Cô là còn định bỏ tôi á? Cái loại đàn bà ăn bám như cô, xem tách tôi ra thì lấy gì mà tiêu? Suy nghĩ kỹ chưa? Một khi tôi đã quyết định vứt bỏ, tôi sẽ không bao giờ hối hận đâu. Được, để tôi xem cô kiếm tiền bằng cách nào. Còn chuyện ly hôn để chia tài sản, cô đừng có nằm mơ. Nếu như cô đã thích dùng lại đồ của người khác ấy, thì tôi tặng anh ta cho cô đấy. Cảm ơn anh đã quan tâm. Dạo này trông anh có vẻ thành đạt đấy nhở? Thấy tôi thành đạt, hối hận rồi à? Nếu ngày xưa cô chấp nhận một tí, thì giờ có phải được làm vợ phó giám đốc rồi không? Tôi nói cho cô biết, anh Hùng chuẩn bị lên chức phó giám đốc rồi. Anh Hùng đã mua xe, và chúng tôi chuẩn bị kết hôn nữa. Nuối tiếc lắm đúng không? Nhưng mà tôi thấy cách cô tiếp cận anh Hùng á, chỉ là trò mèo thôi. Xem ra việc dùng lại đồ cũ của tôi khiến cô hạnh phúc lắm nhở? Cô... Tôi không có thói quen tiếc nuối những đồ đã bỏ đi. Này, cô bảo ai dùng lại đồ cũ hả? Anh bỏ em ra. Sao? Xin lỗi, tôi đang rất bận, không có thời gian đôi co với hai người. Con danh này. Bây giờ nhìn cô ta cũng quyến rũ đấy chứ. Này, anh vẫn còn tiếc cô ta à? Đâu có, anh chỉ có mình em thôi. Dạ vâng ạ, sếp cứ yên tâm, dự án lần này nhất định sẽ thành công. Dạ vâng ạ, em có đến trước cả giờ hẹn rồi đây này. Dạ vâng ạ, sếp cứ tin tưởng em. Vâng, vâng. Anh ơi, quán cà phê này đẹp thật đấy, chắc là đắt tiền lắm ấy. Chuyện, đây là chuỗi cà phê nổi tiếng mà lại. Em có biết chủ quán đầu tư vào chuỗi cà phê này bao nhiêu tiền không? Mấy tỷ đấy. Ui, thật đấy anh? Chứ còn gì. Anh ơi, hay là anh chụp cho em mấy kiểu ảnh đi, em post lên mạng để em khoe bạn bè nhá. Anh ơi, kia có phải là Nhung vợ cũ của anh không? Đang ngồi cùng Giai à? Chắc là đi hẹn hò đấy. Thật không ngờ Nhung là người thú vị, vui tính và am hiểu nhiều như vậy. Anh nói vậy tôi lại tưởng thật đấy. Thật ra những điều này tôi chỉ được chia sẻ lại từ bạn của mình thôi. Nhưng không phải ai nghe cũng có thể hiểu và có những tư duy phản biện sắc bén như Nhung. Cảm ơn anh. Anh cũng là một người rất giản dị và vui tính. Coi như chúng ta có duyên và rất hợp nhau. Hy vọng sau này
sẽ có nhiều cơ hội để chúng ta hiểu nhau hơn. À, Nhung gọi đồ đi. Thật là tình cờ, chúng ta có duyên thật đấy. Nhung, bạn của Nhung à? Quên chưa giới thiệu với anh, tôi là chồng cũ của cô ấy. Hiện giờ tôi đang giữ chức vụ phó giám đốc của công ty PJ. Và đây, bạn gái cũng như vợ sắp cưới của tôi, trưởng phòng kinh doanh của công ty PJ. À, thì ra là vậy. Tưởng cô bận bịu cái gì, hóa ra là ra đây để đong đưa với trai à? Mà sao cái quán cà phê sang trọng lịch sự như thế này lại để hạng người như cô tùy tiện ra vào nhỉ? Chắc là vào đây chụp ảnh xong về thôi, chứ làm gì đủ trình để trả tiền một cốc nước. Tôi thấy nãy giờ ấy, người check in chụp ảnh không phải là tôi đâu, mà là cô đấy. Mà quán này cũng rất văn minh, chứ không mất lịch sự giống như một số người đang đứng ở đây và coi thường người khác đâu. Cô! Càng ngày tôi càng ngạc nhiên về cô đấy. Thật không ngờ bây giờ cô lại mạnh miệng đến như vậy. Này, anh có biết cô ta đã có một đời chồng rồi không? Mà sao anh vẫn hẹn hò với cô ta vậy? Tôi biết chứ, có vấn đề gì à? Theo như anh nói thì anh và Nhung ly hôn rồi. Tôi hẹn hò với Nhung chắc là không phạm pháp, đúng không? Thì cũng đúng. Thế nhưng mà tôi bảo này, dùng lại đồ của tôi, anh có thấy mặc không? Anh nói vậy, anh không cảm thấy tự xấu hổ à? Phụ nữ hay đàn ông, đã ly hôn thì đều có cuộc sống như nhau. Đàn ông ấy mà khinh thường phụ nữ thì đó là điều rất tệ rồi. Đằng này, anh lại khinh thường chính người phụ nữ đã từng ăn nằm với mình. Anh không xứng đáng là đàn ông. Mày được lắm. Đi thôi anh, nồi nào úp cũng đấy mà. Em ơi. Dạ. Cho anh một cốc nước cam và một cốc nước dừa. Vâng ạ. Dạ, anh chị dùng gì vậy ạ? Anh đâu cần phải nhìn giá để gọi đồ như ai đó đâu. Em cho anh hai cốc nước ép hoa quả nhập, đắt nhất của quán mình ra đây. Dạ vâng ạ, anh chị chờ em chút ạ. Dạ anh gửi anh chị hóa đơn ạ. Cái gì? Tận 5 triệu cơ à? Em ơi, có nhầm lẫn gì không đây? Dạ đúng rồi ạ. Anh gọi hai cốc nước ép hoa quả đắt nhất quán, này còn do pha chế hàng đầu Nhật Bản pha chế đấy ạ. Em ơi, hình như anh không mang đủ tiền rồi. Dạ không sao, anh có thể chuyển khoản cho em ạ. Thật ngại quá, hôm nay ngân hàng của anh bị lỗi. Hay là thế này đi, anh gửi cho em 1,5 triệu, xong anh để lại giấy tờ tùy thân, lát nữa anh quay lại thanh toán nốt được không? Dạ cái này anh phải đợi em một chút, em hỏi sếp đã. Em hỏi giúp anh nhá, anh cảm ơn. Dạ vâng ạ. Dạ thưa chủ tịch, ở bàn bên có một vị khách không mang đủ tiền, họ ngỏ ý muốn để lại giấy tờ. Cái gì? Chủ tịch á? Này, cậu vừa nói cái gì cơ? Cô ta là chủ tịch của chuỗi cà phê này á? Dạ vâng, đúng rồi anh. Sao cô ta có thể là chủ của chuỗi cà phê to như thế này trong thời gian ngắn như vậy được? Được rồi, em vào làm việc đi, chuyện này để chị lo. Anh Hùng, anh nghĩ rằng năm xưa ấy, tôi rời xa anh là tôi không làm được gì để kiếm tiền nuôi thân đúng không? Chẳng qua năm xưa tôi chấp nhận lui về để lo cho gia đình, hy vọng anh sẽ có cơ hội thăng tiến. Nhưng tôi thật không ngờ anh lại phụ bạc với tôi như vậy. Tôi mà biết trước anh như thế thì chắc chắn tôi sẽ không lãng phí thanh xuân của mình cho anh đâu. Sao? Bây giờ anh định giải quyết thế nào? Chẳng phải bây giờ anh giàu có và thành công lắm à? Anh sẽ trả đủ cho em. Tôi cũng không muốn làm khó người khác. Bây giờ anh để lại giấy tờ tùy thân, rồi mai quay lại thanh toán cũng được. Nhung, em có thể cho anh một cơ hội, chúng ta làm lại từ đầu được không? Anh vừa nói cái gì cơ? Anh sai rồi. Lúc đó do anh mù quáng. Nếu như biết em mà em nghĩ lại đi, giữa anh với cả anh ta ai có điều kiện hơn chứ? Đồ khốn nạn. Bây giờ anh thấy cô ta giàu hơn tôi, anh thấy lòng đổ dạ đúng không? Tất cả là tại cô đấy. Không phải do cô thì vợ chồng chúng tôi đâu xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Nhưng mà hôm nay tôi đã biết mình cần ai rồi. Nhung, xin em cho anh một cơ hội, chúng ta làm lại từ đầu được không? Anh đừng nói nữa. Nhung,
Em có biết là hắn ta đang lợi dụng em không? Hắn ta biết em là chủ của chuỗi cà phê này nên hắn ta mới quen em đấy. Anh Hùng, anh cố tình không hiểu đúng không? Tôi và anh đã kết thúc rồi. Tôi yêu ai, tôi lấy ai, tôi kết hôn với ai, đấy là việc của tôi. Ơ kìa Nhung, cậu mà tiến thêm bước nữa thì đừng có trách tôi. Được lắm, để tôi xem cô có hạnh phúc được không? Hay là anh ta chỉ coi cô như là cái mỏ để đào thôi? Alo, giám đốc công ty BJ à? Là tôi đây. Xem như hợp đồng ngày hôm nay tôi không thể ký với công ty anh nữa rồi. Anh nên xem lại người của mình đi. Thế nhé. Này, cô gọi cho ai đấy? Dạ, em nghe sếp ạ. Sếp đã sao cơ à? Rốt cuộc, cậu đã đắc tội gì với anh Cường vậy hả? Cậu có biết anh ấy là đối tác của chúng ta, là ông trùm bất động sản ở thành phố này không? Thế có nghĩa là nếu hôm nay anh Cường không đồng ý ký hợp đồng thì cậu sẽ bị sa thải. Tôi không cần biết lý do gì hết. Alo, alo sếp, alo. Dạ, anh Cường, chuyện ngày hôm nay tôi thật sự xin lỗi. Tại tôi không biết anh là chủ tịch của tập đoàn IBA. Tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi. Mong anh... Cậu nên nhớ, phụ nữ là để yêu thương và trân trọng, chứ không phải để chà đạp và coi thường. Xin lỗi, người như cậu tôi không muốn làm việc cùng. Ôi dạ, thế là mất hết thật rồi. Đáng đời, đồ hèn. Vâng, đợi anh với. Hóa ra là anh nói dối em à? Anh bảo anh chỉ là một vị trí trong ngành xây dựng. Ai ngờ anh lại là một ông chủ lớn. Em bất ngờ về anh đấy. Thì đúng là như vậy mà. Chỉ là anh chưa nói rõ vị trí công việc thôi. Em cũng thế còn gì. Lúc đầu ấy, anh tưởng em là nhân viên phục vụ thôi. Nhưng mà điều đó không quan trọng nữa rồi. Quan trọng ấy, là anh trân trọng em. Em có thể cho anh một cơ hội để mình tiến xa hơn nữa được không?